ngày con sinh ra đời, lòng cha sướng vui, tình yêu thương dâng trào vương trên khóe mắt. Tuổi thơ con hồn nhiên với biết bao kỷ niệm, nên cha dưới mái nhà ấm em. Cha thương con nhiều, thương con nhiều lắm, những lúc sai lầm con có biết chăng. Những trận đòn roi khi nước mắt con rơi, cha thấy lòng mình đau nhói. Cảm ơn con nhé người con dấu yêu, từng ngày mang đến cho cha niềm vui tiếng cười. Nhìn thấy con thành công vững bước trên đường đời, trong tim cha ngập tràn niềm hạnh phúc. Cảm ơn con nhé người con dấu yêu, rồi thời gian sẽ đưa cha về nơi rất xa. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi, mong con luôn được bình yên. Sao? Cha vẫn chưa tới à? Ôi, vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo có mặt ngay mới sợ chứ. Chị ơi, ơi, em sang này được không? Lâu quá không gặp, chúc mừng em. Ừ. Tôi có quen anh à? Chắc là buổi tối ngày hôm đấy ấn tượng lắm đúng không? Rất là ấn tượng, cả đời cũng không bao giờ quên. Cho nên hôm nay gặp lại em, anh băn khoăn lắm đây. Nè, tôi có lòng đến đây dự khai trương của em và chúc mừng em. Không lẽ em không thể giới thiệu những đồ em bán cho anh biết sao? Cảm ơn anh. Chị Linh ơi, ơi, có người tặng hoa cho chị này. Tặng hoa cho chị á? Ừ. Chị ơi, ơi, cho em máy này say bẻ mới. Ờ, để chị lấy cho. Chờ chị lấy đồ cho khách. Thế đây chị lấy cho. Em nè, dù sao em cũng đã từng lên giường với anh rồi đó. Em xem anh là khách thì anh phải gọi em là gì cho đúng này hả? Thư. Anh, sao anh đến muộn thế ạ? Vừa xong việc là anh qua đây luôn. Không khí khai trương tốt quá nhỉ. Con mồi mới của em hả? Wow, nhìn được phết nha. Đây là đây là khách, nhưng mà anh ta cứ hỏi mua những thứ em không bán, khó xử ghê ấy. Chẳng qua là chưa được giá thôi. Tôn trọng phụ nữ một chút. Thôi anh, thôi được rồi. Tôi đã từng rất tôn trọng cô ta, nhưng còn bây giờ thì không. À, là bạn mới à? Vậy hiểu hết cô ấy chưa? Có bao giờ nhìn thấy được bộ mặt thật của cô ta chưa? Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Nếu như mà cô ấy đã từng không tôn trọng anh thì anh nên xem lại mình. Tôi cũng hy vọng là một ngày nào đó anh đi từ phía sau đến, anh sẽ nghe cô ta bảo rằng anh sẽ chết mê chết mệt cô ta, vì anh là công tử con nhà giàu, đứt vách đổ tường. Lúc đó anh sẽ hiểu được cảm giác của tôi bây giờ như thế nào. Càng thử thách em lại càng muốn chinh phục. Mà quan trọng là quả này nhà rất rất giàu, giàu nứt đố đổ vách ra ấy. Chắc chắn là em sẽ phải làm cho quả này chết mê chết mệt em mới được. Trong xã hội này, một người phụ nữ thực tế chẳng có gì là sai cả. Nếu như cô ấy thực tế mà lại chọn ở bên cạnh tôi, điều đấy có nghĩa là tôi là người có giá trị. Hết chuyện. Ok, hết chuyện. Hôm nay anh đến đây chủ yếu là chúc mừng em. Hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Cố lên ông bạn. Cảm ơn.
chẳng có gì phải buồn vì những chuyện không đáng. Hôm nay là ngày vui của em mà. Vâng. Anh nghe điện thoại một chút nhé. Con nghe đây mẹ. Tới nhà tao mày có khi làm những gì phát mày. Này, từ giờ trở đi anh em mình cứ xong kiếm ở bích này có khi lại bách phát bách trúng luôn ấy. Lúc nãy tao thấy là em xin lao đứng bên cạnh mày á, có vẻ tin tưởng mày lắm đó nha. Chỉ cần phim dài chắc xúc tác thôi, có phim hay coi. Quan trọng là mày cứ chịu chi đi, kiểu gì chả được. Cái thằng bạn điểu này suốt ngày tiền với bạc. Lo làm tốt vai diễn của mày đi. Đồng tiền nó đi liền với chất lượng em ạ. Chắc cái gì tao đang đầu nhức cổ suy nghĩ, không biết làm cách nào lật màn thật là ngoạn mục để nâng tầm vai diễn của mày lên đó. Hóa ra là bây giờ tao lại phải cảm ơn mày à? Chứ sao? Ok. Ôi, vui quá. Ngay ngày đầu bán hàng mà đã được 30 củ. Vui không? Này, cái này của ông già mày đấy, cầm lấy. Để đấy làm vốn chung đi. Thôi, ông già mày cho thì cứ cầm lấy. Còn cái này, nếu như mà mày bảo là để làm vốn chung thì ok. Của lão Dũng đấy, xem là bao nhiêu. Ủa. 20 triệu. 20 triệu. Đi đâu ấy? Có bao giờ nhìn thấy được bộ mặt thật của cô ta chưa? Tôi cũng hy vọng là một ngày nào đó anh đi từ phía sau đến và nghe cô ấy bảo rằng anh sẽ chết mê chết mệt cô ta, vì anh là công tử con nhà giàu, gia thế dứt vách ngổ tường. Chúc mừng chị em ta khai trương hồng phát, hồng phát, hồng hồng phát. Này, sao mặt cứ đần nữa thế? Em cứ băn khoăn mãi, không hiểu vì sao lão Vũ lão lại lật mặt với mình nhanh như thế. Nhưng mà hôm nay thì em biết lý do rồi. Cái nói tuyệt ra đi, vỏng vẻo mãi mệt. Này, chị có nhớ cái đợt em với lão đi chơi Tam Đảo, xong chị gọi điện cho em rủ mở shop nhớ không? Không sao. Em buôn với chị là em đang phải chăn một con mồi rất ngon, rất đẹp trai, rồi nhà giàu. Rồi em còn nói là em sẽ làm cho lão phải chết mê chết mệt mình mới thôi ý. Nhớ cái đoạn đấy chưa? Nhớ rồi. Lúc đấy mải buôn với chị nên cũng có tí lộng ngôn. Ý của mày là trong lúc mà mày đang chém với chị thì tay Vũ đấy đứng ở đằng sau và tình cờ nghe thấy hết câu chuyện á? Chắc chắn là như thế. Kệ đi, dù sao đấy cũng là cái chuyện mà không cứu được nữa rồi. Nhưng mà mày cứ nghĩ là nhờ cái vụ xịt với tay Vũ thì mày mới gặp lão Dũng. Trời ơi, lại nhắc đến anh Dũng. Đã mua bao nhiêu là đồ xong lại phong bì cho 20 triệu nữa chứ. Thôi đi cơ, gớm. Lúc tôi thấy lão ấy đứng chọn đồ, mắt cô chả si mê ra mặt đi chứ. Si mê gì? Chả thế. Mà thôi, chị nói đúng đấy. Cứ nghĩ như chị đi cho nó thoải mái, đằng nào thì việc nó cũng rồi. Chứ sao nữa. Này, dai thuộc hàng top đấy. Liệu mà chăn dắt cho nó kỹ vào, lần này á, cấm để sổng ấy nhá. Lúc nào có câu chăn dắt nghe kinh thế không bên? Ừ thì chăm sóc chưa. Anh Hiếu này. Dạ. Từ ngày thằng Vũ nói về công ty, anh thấy nó có quan tâm gì đến việc của công ty không? Thư ký có báo cáo, có đôi lần yêu cầu xem xét hợp đồng nguyên vật liệu, báo cáo kinh doanh, nhưng cũng ít khi thấy cậu ấy có mặt ở văn phòng. Là chỗ thân tình, tôi nhờ anh, anh phân công công việc cho nó, bắt nó phải có ý kiến. Chứ cứ để lất phất lơ phơ thế này thì 10 năm nữa nó cũng chả biết cái công ty này kinh doanh cái gì. Được, tôi sẽ chú ý. Vâng,
Cảm ơn anh. Quên, không cảm ơn hai đứa vì hôm nay đã giúp đỡ chị rất nhiệt tình. Kamsamita. Này, kamsamita cả thằng kia hộ chị nhé. Em không đứng đây để đợi chị cảm ơn đâu, mà để hỏi lại chị đấy. Hỏi gì hỏi đi. Tiền mở shop chị vay của ông bà đúng không? Này, không cần phải trốn tránh, em có bằng chứng rồi đấy. Bằng chứng đâu? Thì bà ngoại gọi nhờ mua hoa để mừng khai trương shop của chị đấy. Em bắt lộ một cái là ra ngay. Xoay ở đâu không xoay, ai lại đi lấy tiền dưỡng già của ông bà thế? Mà tại sao tao lại không thể làm như thế nhở? Tao vay thì tao trả, chứ tao có cướp tiền của ông bà đâu. Này, có thật là trả được không mà to mồm thế? Trả chứ. Ông bà thì già rồi, không biếu thêm thì thôi lại còn đi cấu. Em hỏi thật nhá, bấy lâu nay có phải não của chị chỉ để dùng để trang trí không? Con mày, mày danh con thì ăn nói lếu láo thế nhở? Tao nói cho mày biết nhá, sau này tao mà chăm được thằng đại gia ấy, không những tao trả cả gốc lẫn lãi cho ông bà, mà tao còn lo được cho cả cái gia đình này cơ. Trong đấy có cả mày. Hồi trước thì đòi dấn thân vào showbiz, bây giờ ấy lại đòi đi lấy chồng giàu với đại gia, đâu ra mà lắm thế. Ô hay, làm người sống là phải có mục đích. Chỉ có điều là cái mục đích đấy nó thay đổi linh hoạt theo thực tế thôi, hiểu không? Nhưng mà một khi người ta đã là đại gia ấy thì không có thằng nào ngu để cho chị lợi dụng đâu. Sao mày biết? Đoán thế. Con ma điên. Tốn bao nhiêu tiền cho ăn học, nước này nước nọ, nước trong nước ngoài, rồi cuối cùng vô tích sự. Từ từ, dần dần cho con nó quen với môi trường cái đã. Từ từ đến bao giờ? Bao giờ thì nó mới quen? Nó sang công ty được bao lâu rồi mà hôm nay anh hỏi mặt cứ đần như ngỗng nghỉa ấy. Chỉ được mỗi một cái rất là nhanh, là lúc nào cứ thấy con thư ký thì đuôi ngoái tít lên. Bố cứ ép con, con rất làm công ty đâu. Thế mày không làm ở công ty thì mày làm ở đâu? Mày tưởng bây giờ kiếm được miếng ăn dễ lắm mà, chảy ra chốc vẩy đấy con ạ. Hay là bố cho con ra ngoài đi, cho con tự lực cánh sinh. Bây giờ là có cái giọng bỏ nhà ra đi hả? Lúc đói dài ra thì mẹ mày lại rúi tiền cho mày chứ gì. Con nói cho bố biết nha, sau này nếu như con thành công thì bố đừng có sốc. Thế thì phúc cho tao quá. Thôi thôi thôi, hai cha con mỗi người nhỉnh tiếng đi, cứ như thế này là căng như dây đàn. Tôi ngồi trong nhà giống như đang ngồi thùng thuốc súng vậy. Ê, lên lầu đi, Dũng nó tới rồi đấy. Xin khoan đã. Tao cho mày 5 phút lên thay quần áo, rồi cùng tao sang xưởng. Tao sẽ dạy lại mày quy trình từ đầu. Vâng. Thôi, uống miếng nước cho đỡ nóng đi nào. Anh cứ cấu làm gì không biết nữa. Em nói thật nha, cho dù anh có mắng có chửi thằng Vũ cỡ nào, em vẫn tin nó là người có tư chất. Còn nhà Tông không giống lông cũng giống cánh mà ha. Trước khi dùng. Thằng quỷ này, tới đây nãy giờ không xuống dưới giải cứu đâu mày. Gớm. Ông già mày tình lòng như kem ấy, xuống để chửi cả tao à? Tao vẫn thắc mắc, sao mày không bảo cái ông già mày đang làm ăn tốt rồi, cho ông bớt sồn sồn lên. Thôi đi ba, mới hoạt động mà, tao muốn làm cái gì phải chắc chắn mới được. Đến lúc đó tao sửa ấp ra, cái mặt tao mới vên với ông già đâu được chứ mày. Vên. Này, mày vẫn dùng inbox của tao để chat cả em xinh lao đó à? Công nhận, tới cả đêm không cho tao ngủ luôn mày. Ý ấy suốt, hở cái gì cũng, anh giúp em, anh giúp em. Con biết rồi à.
điện thoại của con rung bật cả đêm không ngủ nổi đâu bố trẻ ạ. Ê, nhiều khi á mà phát hiện không phải là mày nhắn mà là tao nhắn á, có khi sặc tới nước miếng mà còn chết. Mày. Thôi tao thay đồ vào công ty giống già đi. Cứ thế mà triển khai, một khi đã quăng tính là chắc chắn là phải dính. Tao thấy cái kèo này hình như là cắn câu rồi đó mày. Thế là phải này là quyết tâm là chôn đầu vào lò gì. Biết sao giờ, chịu thôi. Khổ rồi. Anh Dũng ơi, mấy cái anh tư vấn giúp em chuẩn luôn. Em cảm ơn anh. Tao hẹn Xính Lao chiều nay rồi đó. Mày tự liên lạc cái chốt giờ nha. Mày cứ bệt lên, thả câu rồi bắt bố mày hầu thế à? Ê, tao đang nẫu quá đây. Ông già bắt tao xuống sửa ngươi đất cả tháng trời. Thôi, lại chôn đầu vào lò đi, để tao giải quyết. Ừ, giải quyết đi nha. Dạ, chào chú. Chào cháu. Sao? Cháu có thể hứng thú với cái nghề này không? Dạ, chắc là cháu cần thêm một khoảng thời gian mới biết ạ. Sao anh đến sớm đấy? Đến sớm thì mới được làm khách hàng may mắn của em đây. Khách hàng gì? Em đang ế sưng ế xỉa đây không nhìn thấy à? Thế để anh mở hàng cho em nhá. Chọn cho anh chục bộ nào. Thôi ngay đi nhá, không cần phải mua ủng hộ cho bọn em đâu. Anh nói thật, hôm nay mẹ anh nhờ mua quần áo cho mấy chị em nhân viên trong công ty. Thật á? Ừ. Nhiều không? 10 bộ. Váy, áo, cái gì được, tùy em. Thế màu sắc size số như nào? Có cần phải mặc giống nhau không hay là mỗi người một kiểu? Đây là mua quà nên là anh mới nhờ em tư vấn đấy. Ok. Em nghĩ là mình sẽ chọn một bộ đồ nào đó màu hơi đậm một chút. Đây, ví dụ như bộ này mặc lên sẽ rất là xinh. Màu gì cũng được, miễn em ưng là được. À, hay là để lúc khác em chọn được không? Mình đi luôn bây giờ chưa? Nhưng mà chị Linh đã đến đâu? Chị Linh chưa đến thì em không đi được. Thế à? Hay là em bảo chị Linh đừng đến nữa? Sao thế? Để anh làm nhân viên cho em. Cẩn thận em. Hôm nay anh muốn mua gì à? À, sắp đến sinh nhật mẹ anh. Anh định nhờ em tư vấn giúp anh mua một món quà. À, mắt phụ nữ nhìn chắc là hợp nhau hơn nhỉ. Mua quà cho mẹ à? Nhưng mà anh đã nghĩ ra quà gì chưa? Anh chưa, thế anh mới đang nhờ em nghĩ đây. Để anh nghĩ xem nào. Hay là mình sẽ mua. Wow. Công nhận trái đất tròn thật. Đi đến đây cũng gặp được em nữa. Giờ này em khỏe không? Wow, anh chàng này nhìn ngon lành rồi nha. Thì sao? Dụ anh ta mua đồ hiệu cho mình nữa à? Ừ? Liên quan đến anh à? Ơ? Quá liên quan chứ. Anh nhớ có một người từng nói nhanh rằng ở trên đời này có gần 10 tỷ người thì em chỉ muốn cười với mỗi mình anh thôi. Tôi nói là trên thế giới này có hàng tỷ người. Tôi cười với rất nhiều người, trừ anh ra. À, vậy à? À, tính ra như vậy là anh chàng này nằm trong số rất nhiều người rồi. Hả? Này, dù hay không thì chưa biết.
Nhưng mà chắc là cũng đủ để anh bạn cảm thấy ghen tị với tôi đấy nhở. Tôi bảo nếu mà cảm thấy chưa quên được Thư ấy thì cũng không cần tỏ ra hẹp hòi như thế. Nếu muốn có thể tin tôi, bởi vì người đàn ông của cô ấy bây giờ là tôi. Đi em. Em xin lỗi. Không hiểu sao lần nào em đi với anh cũng gặp anh ta nhở. Em ngại quá. Nó chẳng đâu vào đâu cả ấy. Có phải lỗi của em đâu. Nếu bây giờ em không ngại, anh rất muốn nghe chuyện của em với anh đấy. Bố em với bố anh ta là bạn. Trước đây đúng là bọn em cũng có thiện cảm với nhau. Nhưng mà rồi đã có nhiều chuyện không hay xảy ra, nên thành ra mọi thứ nó như thế. Em thừa nhận em không phải là một người hoàn hảo. Em là một đứa rất xấu tính. Em là một đứa thực dụng. Thậm chí có những lúc em còn kỳ quặc nữa. Nhưng mà anh ta lại là người chứng kiến trọn vẹn tất cả những khoảnh khắc xấu xí ấy của em. Không phải là em đang cố gắng giải thích với anh. Ok mà... ok, anh hiểu mà. Nhưng em không muốn anh đi cùng với em. Mà anh lại cứ đặt câu hỏi trong đầu là em là người như thế nào? Tại sao mọi người lại nói về em như thế? Em không cần phải nói gì cả. Những cái lời vừa rồi em nói chỉ chứng tỏ là em đang không tin anh. Em đang đánh giá thấp anh đấy. Chẳng lẽ anh không tự có cảm nhận của riêng mình mà phải nhìn nhận theo cách đánh giá của người khác à? Ở bên cạnh em, anh cảm thấy dễ chịu. Bởi vì em không màu mè, em thú vị, em thẳng thắn nữa. Anh thích em. Thằng quỷ nhập vai giữ nhà mày. Con nhé người con dấu yêu, từng ngày mang đến cho cha niềm vui tiếng cười. Nhìn thấy con thành công vững bước trên đường đời, trong tim cha ngập tràn niềm hạnh phúc. Cảm ơn con nhé người con dấu yêu, rồi thời gian sẽ đưa cha về nơi rất xa. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi, mong con luôn được bình yên. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi, mong con luôn được bình yên.